Tết trên khắp quê tôi, người ra Trung ra Bắc vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ để chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi. Tết 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 Tết. Cô Yến xin chào mừng tất cả các con đã đến với hoạt động bé làm bánh chưng xanh của lớp 5 tuổi C ngày hôm nay. Các con ơi, đến tham dự hoạt động với lớp chúng mình ngày hôm nay, cô Yến xin trân trọng được giới thiệu có sự tham gia của các quý vị đại biểu, các cô trong ban giám hiệu, cùng các cô giáo trong và ngoài trường và các bậc phụ huynh của lớp chúng mình nữa đấy. Chúng mình hãy nổ một tràng vỗ tay thật to chào các cô bác nào. Các con ơi, Tết đến xuân về, không khí xuân đang tràn ngập khắp mọi nơi đấy. Bây giờ cô con chúng mình sẽ cùng nhau vui múa hát mừng xuân nào. Xuống bên cô nào. Các con ơi, chúng mình vừa được múa hát mừng xuân, chúng mình có thấy vui không? Có. À thế chúng mình có thích Tết không hả các con? Có. À cô Yến thấy là bạn nào cũng thích Tết đấy. Thế Tết đến thì chúng mình thường được làm gì cùng với bố mẹ nhỉ? Cô mời Mai Phương nào. Con được ở bên trường cùng bố mẹ ạ. À cô mời Phương Anh nào. Con được làm gì cùng với bố mẹ? À, bạn Phương Anh thì được đi mua mai, bố mẹ Phương Anh trả lời to hơn nhá. Cô mời con nào? Con thưa cô, con được ở nhà của bố mẹ ạ. À, cô mời Trang Anh nào? Con thưa cô, con được đi mua đào ạ. À, cô Yến thấy là chúng mình làm với bố mẹ chúng mình rất là nhiều việc trong ngày Tết đấy. Thế theo chúng mình thì món ăn đặc trưng trong ngày Tết là món gì nhỉ? Cô Yến mời An Nguyên nào? Món gì nhỉ? À, bạn An Nguyên nói là món thịt gà, nên nói to hơn nhá. Cô mời Mai Phương nào. Con thưa cô, bánh chưng ạ. À, đấy là ý kiến Mai Phương. Cô mời Bảo Trâm nào. Con thưa cô, dưa hàng ạ. Cô mời ý kiến của bạn khác nữa nào. Cô mời Hải Anh nào. Con thưa cô, dây lạc ạ. À, Hải Anh ơi, còn nghe kỹ câu hỏi của cô nhá. Là món ăn đặc trưng trong ngày Tết là món gì nào? Món ăn đấy, món gì nhỉ? À, món bánh chưng. Cô Yến thưởng tất cả chúng mình chào tay nào. Các con ơi, ngày Tết Nguyên Đán là ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta đấy. Ngày Tết Nguyên Đán thì chúng mình cùng được sum họp bên gia đình này, cùng với bố mẹ dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới này, rồi được bố mẹ dẫn đi chợ mua đào, mua mai hay là bày mâm ngũ quả này, nấu những món ăn đặc trưng trong ngày Tết như bánh chưng, bánh tét đấy. Và chúng mình còn được bố mẹ dẫn đi lễ chùa, đi hội xuân hay đi chúc Tết mọi người nữa đấy các con ạ. Và ngày hôm nay đến với hoạt động của chúng mình thì cô Yến cũng mang đến một món ăn không thể thiếu được trong ngày, trong mâm cơm ngày Tết của mỗi chúng ta đấy. Thế theo chúng mình đó là món ăn gì nhỉ? Bánh chưng. À
Yến thấy chúng mình có ý kiến làm món bánh chưng đấy. Vậy bây giờ tất cả chúng mình hãy cùng nhìn xem có đúng là món bánh chưng không nhá. Cô Yến có món gì đây nhỉ? Bánh chưng. À đúng rồi đấy, món ăn ngày hôm nay chính là món bánh chưng đấy các con ạ. Vậy bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát xem nào. Chúng mình hãy cùng sờ xem bánh chưng có mềm không. Chúng mình sờ xem nào. Nào, chúng mình cùng sờ đây. À, chúng mình ngửi xem bánh chưng có thơm không? Có. À, thế chúng mình đã ăn bánh chưng chưa? Rồi. Thế chúng mình đã ăn bánh chưng rồi, bạn nào có nhận xét gì về món bánh chưng nào? Cô Yến mời Mai Phương nào. Con thưa cô. Món bánh chưng như thế nào nhỉ? Ngon ạ. À, bạn Mai Phương thấy bánh chưng rất là ngon đấy. Cô mời Trang nào. Con thương cô. Bánh chưng. À bánh chưng thơm. Cô mời Trang Anh nào. Có thương cô, béo ngậy có thịt à. À bạn Trang Anh thì thấy bánh chưng có vị béo ngậy của thịt đấy. Cô mời một bạn khác nào. Cô mời Phương Anh nào. À bạn Phương Anh thì thấy bánh chưng có vị bùi đỗ xanh. Và cô Yến cũng đồng ý với ý kiến của chúng mình đấy. Là bánh chưng có mùi thơm này. Và vị ngon của lá tong, gạo nếp. Vị bùi của đỗ xanh. Và vị béo ngậy của thịt đấy chúng mình ạ. Thế chúng mình theo các con thì bánh chưng được làm từ những nguyên liệu gì nhỉ? Bạn nào biết nào? Cô Yến mời Trang Anh nào. Con cô gạo nếp ạ, à, đỗ xanh ạ. À. Gì nữa nhỉ? Đỗ ạ. À. Đỗ xanh rồi còn gì nữa đây? Thịt ạ. À. À chúng mình được Trang Anh chào tay nào. Cô mời một bạn nữa nào. Cô mời Bảo Trâm nào. Con thưa cô gạo nếp ạ. À. Đố ạ, thịt ạ. Đúng chưa chúng mình? Đúng. À, chúng mình thưởng Trang Anh chàng vỗ tay nữa nào. À, thế ở nhà chúng mình đã được xem bố mẹ ông bà chúng mình gói bánh chưng rồi. Thế bạn nào giỏi có thể nói cho cô Yến và các bạn cùng nghe về cách gói bánh chưng nào. Bạn nào biết nào? Cô Yến mời Mai Phương nào. Con thưa cô. Con đã được xem bố mẹ ông bà gói bánh chưng rồi, con có thể nói cho cô các bạn cùng nghe nào. Đầu tiên là à đầu tiên con làm gì nhỉ? Có chưng thì đầu tiên ông bà bố mẹ con làm gì? Giải ra dạ, đập khuôn ạ, à, cho lá ạ, à, cho gạo nếp, cho đỗ, cho thịt, giải đỗ cho gạo nếp. À đấy là ý kiến của Mai Phương, bạn nào có ý kiến khác nữa không? Cô mời Trang Anh nào. Con xếp lên là con cá khuôn, giải lá, đổ gạo, con đổ đố, con cho thịt, gấp lá, con bỏ khuôn, con mời dây nạc cả. À, cô mời con nào. Con có ý kiến nào khác không? Ở nhà con đã được xem bố mẹ ông bà có bánh chưng rồi. Thế con nói cho cô và các bạn nghe cách có bánh chưng nào. Đầu tiên con làm gì nhỉ? Đầu tiên lá rong à. À, làm gì nữa? Làm gì nữa nhỉ? À đấy là ý kiến của bạn đấy. Và cô thấy chúng mình có rất là nhiều ý kiến khác nhau đấy. Vậy bây giờ để xem ý kiến của chúng mình có chính xác hay không thì cô Yến sẽ dẫn chúng mình đi gặp một người rất là đặc biệt đấy. Chúng mình hãy cùng đứng lên và đi với cô nào. Chúng cháu chào bà. Chào bà. À chúng mình ơi, chúng mình có biết là cô Yến dẫn chúng mình đến gặp ai không? Gặp mami. À cô Yến thấy chúng mình có ý kiến chính xác rồi đấy. Người hôm nay cô Yến muốn chúng mình gặp đó là bà Bùi Thị Mịn, bà của bạn Minh Trang lớp chúng mình đấy. Chúng mình hãy cùng chào bà một lần nữa nào. Chúng con chào bà. À bà chào không... các con nha. À không biết là bà đang chuẩn bị làm gì nhỉ? Chúng mình hãy cùng hỏi bà xem bà đang làm gì vậy. Chúng... Hôm nay lớp mình tổ chức gói bánh chưng. Bây giờ bà dạy các con thì các con gói bánh chưng. À bây giờ các con ngồi xuống đây để bà đang chuẩn bị gậy rồi. Chúng mình gói bánh chưng, chúng mình cũng ngồi lên đây nào. Nào con ngồi luôn đây con. Nào chúng mình cùng ngồi gọn lên đây để xem bà gói bánh chưng nào. Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên đây xem cô Yến và bà gói bánh chưng nhá. Hôm nay là cô Yến đã thấy bà chuẩn bị rất nhiều các nguyên liệu để gói bánh chưng rồi đấy. Chúng mình hãy cùng hỏi bà xem là bà đã chuẩn bị những gì để gói bánh chưng rồi nào. À bây giờ bà giới thiệu với các con các nguyên liệu để gói bánh chưng nhé. Thứ nhất là lạt, thứ hai là lá dong, thứ ba là khuôn này, thịt,
đỗ xanh và gạo nếp nha. Bây giờ bà dạy các con gói bánh chưng nhé. À, bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát cô Yến và bà gói bánh chưng nhé. Bà cháu xin đi lá. À, đầu tiên chúng mình hãy hỏi bà xem là đầu tiên là sẽ phải làm gì nào. Cô Yến không biết là đầu tiên phải làm gì nhỉ? Mai Phương ơi, con hãy hỏi bà xem là đầu tiên sẽ phải làm gì nhỉ? Đầu tiên là bà con mình sẽ xếp lạt xuống dưới nhá. Xếp lạt này. À, cô Yến, chúng mình hãy cùng nhìn xem là cô Yến làm có giống với bà không nhá. Cô Yến cũng xếp lạt nhá. Cô Yến cũng xếp lạt bột khuôn bánh thành hình chữ nhật này. Thứ hai là mình sẽ đặt khuôn lên này. Và cô Yến đặt gì đây? Đặt khuôn. Có giống bà không? Có. À, thế sau khi mà đặt khuôn rồi thì cô Yến và bà sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Chúng mình đoán xem sẽ làm gì nhỉ? Sau khi đặt khuôn rồi, chúng mình sẽ gấp lá dong và để vào trong khuôn nhé. Lá dong này đã được cô và chúng mình rửa sạch từ chiều hôm qua rồi đấy. Và đã nhờ được các bậc phụ huynh là cắt bằng với khuôn rồi đấy. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhìn xem cô Yến và bà gấp sao cho lá dong vuông góc này. Và cô Yến và bà sẽ đặt vào trong khuôn đấy. Đặt các lớp lá dong xen kẽ vào trong khuôn này. Bây giờ mình... Và chúng mình nhớ là phải đặt lá có màu gì vào trong nhỉ chúng mình nhỉ? Màu xanh. Đúng rồi, đặt lá có màu xanh đậm vào bên trong. Để lá dong có màu, để bánh có màu đẹp mắt hơn đấy chúng mình ạ. Bây giờ mình gói bánh thì xếp lá. Nhưng mà mình phải quay cái màu xanh này vào trong. Để khi mình cắt bánh chưng là bánh chưng có màu xanh. Được chưa? Chúng mình hãy cùng chú ý nhìn lên cô và bà nhé. Sau khi mà cô Yến và bà đã xếp lá dong xong thì cô Yến và bà sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Đổ gạo. À, vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn xem là có đúng là cô Yến và bà sẽ đổ gạo không nhé. Sau đó cô Yến đổ vào trong khuôn này. Và cô Yến đàn đều gạo trong khuôn này. Chúng mình sẽ nhìn xem bà làm có giống như vậy không nhỉ? Có. Sau khi đổ gạo xong thì bà làm gì? Chúng mình bà làm gì nhỉ? Đổ. À, sau khi đổ gạo xong thì bà và cô Yến múc một bát đỗ nhỏ hơn này và đổ vào trong khuôn gạo này. Đỗ cô Yến cũng đan đều trong khuôn gạo. Chúng mình cùng nhìn xem nào. Sau khi cho đỗ thì bà và cô sẽ làm gì nhỉ? Chúng mình đoán xem làm gì nhỉ? À, rất là giỏi đấy. Sau khi cho đỗ thì cô Yến và bà sẽ cùng gắp một miếng thịt này cho vào giữa khuôn bánh này. Không nhìn con. Đấy, chúng mình quan sát nhé. Thế sau khi cho thịt thì sẽ làm gì tiếp theo? Cho đỗ. À, cô Yến và bà cũng múc một bát đỗ này. Chúng mình nhớ là múc đỗ, chúng mình múc ít hơn gạo nhé. Và chúng mình nhớ là ấn thật chặt để bánh được chắc, chúng mình nhớ chưa? Sau đó khi cho đỗ cô Yến cho gì đây? Có gạo. Thế bà làm có giống vậy không nhỉ? Có. Bà đang làm gì á con? Ấn gì nhỉ? Bà đang cho gạo à. Bà đang cho gạo. Gạo à. Và ấn gì? Ấn cho chắc ạ. À. Thế theo các con thì sau khi đã cho gạo này, đỗ và thịt đầy khuôn thì bà và cô Yến sẽ làm gì? Gấp lá. À, đúng rồi đấy, bà và cô gấp lá. Chúng mình cũng cùng quan sát xem bà gấp như thế nào nào. Cô Yến gấp có giống bà không? Có. À, cô Yến gấp các cạnh lá sao cho thật là vuông góc này. Và sau khi đã gấp được các cạnh lá vuông góc thì cô Yến kiểm tra xem bánh có chắc không này. Một tay cô Yến giữ bánh và lá dong này, một tay cô Yến nhấc khuôn ra này. Chúng mình nhìn xem bà có làm có giống như vậy không? Có. Và sau đó thì chúng mình nhìn xem cô Yến và bà làm gì nhỉ? Buộc xanh lạt. À, thế cô Yến và bà buộc lạt như thế nào? Hả? Cô Yến và bà xoắn dây lạt thật chặt này. Chúng mình nhớ là khi chúng mình gói bánh thì chúng mình cũng phải xoắn dây lạt thật chặt, chúng mình nhớ chưa? Và dây lạt cũng rất là sắc đấy, chúng mình nhớ là phải làm cẩn thận không thì sẽ bị đứt tay đấy, chúng mình nhớ chưa? Nếu mà chúng mình mà không xoắn được dây lạt thì chúng mình có thể nhờ bố mẹ, ông bà chúng mình xoắn chưa nhá?
Thế là cô Yến đã xoắn lần lượt được các dây lạt vào rồi đấy. Và chúng mình nhớ là phải sát dây lạt cho thật chặt nhé, không thì sẽ bị tuột bánh đấy. Thế là cô Yến đã được một chiếc bánh trưng rồi đấy. Bà cũng được một chiếc bánh trưng thật là đẹp đấy. Chúng mình quan sát xem có đẹp không? Có! À, thế vừa rồi thì cô Yến và bà đã hướng dẫn chúng mình cách gói bánh trưng rồi đấy. Bây giờ bạn nào giỏi có thể nói lại cách gói bánh trưng cho cô, bà và các bạn cùng nghe nào. Bạn nào giỏi nào? Cô mời bạn Mai Phương nào. Con thưa cô, con giải là con đặt khuôn, con cho gạo nếp, con đổ đỗ, con cho thịt, con đổ gạo, con gấp lá, con khuôn, con bột dây lạt. À, đấy là ý kiến của Mai Phương đấy. Bây giờ cô mời ý kiến của bạn nữa nào. Cô mời Trang Anh hãy cùng nhắc lại nào. Cô, con giải dây lạt, con đặt khuôn, con giải là đổ gạo nếp. Con đổ đố, con chó thịt, con đổ đố, con đổ gạo, con gấp lá, con bạo hôn, con mùa dân là cả. À, chúng mình thưởng các bạn cháu tay thật to nào. À, thế chúng mình đã biết cách có bánh trưng nhở các con? Rồi à. À, vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng đứng lên và ôn lại cách có bánh trưng bằng một bài vè với bà và cô Yến nào. Thử chúng mình chào có tay nào. Đến tham dự hoạt động gói bánh trưng của lớp chúng mình ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều các bậc phụ huynh của lớp chúng mình nữa đấy. Cô Yến cũng xin mời tất cả các bậc phụ huynh sẽ lên tham gia gói bánh cùng với các con và bà để các con có gói được những chiếc bánh thật là đẹp nhé. Và bây giờ chúng mình đã sẵn sàng gói bánh trưng chưa? Sẵn sàng. À, vậy chúng mình hãy cùng về bốn nhóm và gói được những chiếc bánh trưng thật là đẹp nào. Và cô Yến cũng mời bà về các nhóm hỗ trợ các con nào. Quay.
nào gói xong thì chúng mình hãy đặt bánh vào mâm của bạn nhóm trưởng. Và bạn nào chưa gói xong chúng mình hãy nhanh tay lên nào. Bạn nào gói xong chúng mình hãy cắt gọn đồ dùng giúp Hồ Yến nào. Bạn nào gói xong chúng mình hãy cắt gọn đồ dùng và để bánh vào mâm bạn nhóm trưởng nào. Chúng mình ơi, chúng mình nhanh tay lên nào. Cô Yến thấy là chúng mình làm được những chiếc bánh chưng rất là đẹp đấy. Cô Yến thử chúng mình chào có tay to nào. Chúng mình vừa làm bánh chưng chúng mình có thấy vui hả các con? À, cô Yến thấy là bạn nào cũng vui đấy. Thế Mai Phương ơi, con tự tay gói bánh chưng thì con thích nhất điều gì khi tự tay gói bánh chưng nhỉ? Con thích cho đỗ cho Đỗ ạ. À, vì sao con thích cho Đỗ? Thì con tự tay làm ạ. À, bạn Mai Phương thì thích cho Đỗ đấy. Thế còn Trang Anh con thích nhất điều gì nhỉ? Con thích nhất điều gấp lá ạ. À, tại sao Trang Anh thích gấp lá nhỉ? Con tự tay làm ạ. À, bạn Trang Anh cũng thích gấp lá vì bạn Trang Anh tự tay làm. Cô mời Bảo Trâm nào. Con thưa cô, con thích một cây lạt ạ. À, vì sao con thích một cây lạt nhỉ? À, cô thấy là bạn nào cũng thích một điều riêng khi được gói bánh đấy. Nhưng chúng mình sẽ làm đầy đủ các công đoạn để có một chiếc bánh thật là đẹp nhé. Vừa rồi thì các bậc phụ huynh cũng đã được nghe các con nói lên cảm nghĩ của mình sau khi tự tay gói những chiếc bánh chưng rồi đấy. Và không biết là hôm nay đến tham dự gói bánh chưng với các con thì là các bậc phụ huynh có cảm nghĩ như thế nào nhỉ? Cô Yến cũng xin mời các bậc phụ huynh ạ. Cô Yến xin mời phụ huynh của bạn Trang Anh ạ. Đến với tham gia hoạt động trải nghiệm cùng các con buổi học hôm nay, tôi cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc khi được tận mắt nhìn thấy các con học. Tôi mong rằng có rất nhiều các buổi học để cùng các con trải nghiệm. Vâng, cô Yến xin cảm ơn ạ. Và cô Yến cũng xin mời ý kiến của bà bạn Ngân Hà. Hôm nay bà bạn Ngân Hà đến dạy các con gói bánh, bà thấy các con rất là giỏi. Các con thử các con gấp lá, bỏ phân và các con cũng là trải gạo, trải đỗ, trải bỏ vùng thịt vào. Các con có rất là giỏi, các con gấp được cái bánh rất là vuông vắn và xinh xắn ạ. Vâng, cô Yến xin cảm ơn ạ. Và người đồng hành cùng với cô con mình ngay từ lúc đầu đó chính là bà đấy. Và không biết là các con hôm nay gói bánh đã đạt chưa bà nhỉ? Hôm nay các con gói bánh giỏi lắm. Bà khen các con sẽ có những cuộc giao lưu và học hỏi như thế này để cho con trải nghiệm và con sẽ trưởng thành hơn trong những cuộc trải nghiệm sau ạ. Vâng, rất cảm ơn bà và tất cả các phụ huynh ạ. Và cô Yến cũng xin thưởng cho tất cả chúng mình rằng có vỗ tay thật là to nữa nào. Vâng, vừa rồi thì đã có những bức hình thật là đẹp để ghi lại khoảnh khắc ngày hôm nay rồi đấy. Và bây giờ cô Yến cũng xin nhờ tất cả các bậc phụ huynh là bê bánh xuống tới bếp để nấu giúp các con, để chiều nay có những chiếc bánh thật là thơm ngon cho các con cùng thưởng thức. Mừng Tết đến với lớp bên nhà nhà, kem lại vàng kem đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành, Tết sẽ được nhiều lòng vang Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh chưng xanh trời xuân đang sang. Cánh em nơi nơi có phố người người đi hái lòng. Đẹp xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiết trong xuân, lòng phù về đây xung vầy. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một đời mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lớp đến nhà nhà, kem bày vàng kem đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành, Tết sẽ được nhiều lòng hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang sang. Xuân kính chúc muôn nhà, một mùa xuân mới tràn hòa an vui. Mừng xuân kính chúc muôn nơi, nhà nhà hạnh phúc tháng tươi cuộc đời. Rất giỏi, quý thưởng chúng mình chào tay nào. À, tiết mục vui hội xuân đã khép lại hoạt động ngày hôm nay của cô con chúng mình đấy. Cô Yến cũng xin chân thành cảm ơn bà và cảm ơn sự quan tâm của các quý vị đại biểu đã đến tham dự hoạt động ngày hôm nay cùng với cô trò lớp 5 tuổi C. Xin kính chúc tất cả các quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc ạ.